Tiến Minh Dương chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc và đặc biệt là những anh em học viên và những anh em thợ máy nha. Hôm nay thì Tiến Minh Dương chia sẻ anh em cái quy trình đồng bộ, kiểm tra đồng bộ giữa ECM và ECU của dòng Yamaha nói chung và trên xe Zalus Sabaco nói riêng nhé. Thì đầu tiên tại sao phải đồng bộ, chúng ta hãy tham khảo qua trong tài liệu này đã ha. Trong này chúng ta mở tài liệu của chúng ta ra sẽ có cái phần là ở đây nhá, trong giáo trình này chúng ta sẽ có cái phần đó là phần Samaki. Rồi anh em sẽ mở cho tôi trang 99. Đây, trang 99 tại sao phải đồng bộ. Rồi ok, cái này các bạn tự học nha, vì đây là giáo trình tự học, các bạn phải tự học ha. Còn mình sẽ đi nhanh vào sơ đồ, đi nhanh vào sơ đồ để cho anh em dễ mình hình dung ha. Đây thì hiện tại đây là thằng Yamaha. Đây là sơ đồ Yamaha ha. Các bạn mở trang 119 ra. Đó, thì trang 119 này. Thì trên sơ đồ này thì anh em sẽ thấy như sau này. Nguyên lý hoạt động của Samaki thì cái con SCU đây là sơ đồ SCU nha. Là con SCU là cái con này nè. Đây là con SCU 21B nha. Xin lỗi, 12B, tức là 12 chân. Đây, 12 chân ha. Thì lúc này các bạn sẽ để ý này, trong hệ thống Mach-Ki để hoạt động được thì dĩ nhiên Mach-Ki phải có nguồn thường trực, tức là từ nguồn bình ắc quy vào chân số 12. Và chân số 2 là mát. Mát thường có luôn nha. Thì đây gọi là nguồn thường trực nuôi con SCU này. Bởi vì nếu có nguồn này thì chúng ta mới đánh thức mở khóa được anh em ạ. Này, đó thì chúng ta mới mở khóa được ha. Rồi, thì lúc này khi mở khóa được rồi thì nguyên lý hoạt động của nó sẽ gửi một cái mật mã ID từ cái chân số 5 của con SCU này. Nó chạy qua cái giác đọc lỗi này. Rồi nó chạy về con ECM này để nó xác nhận, ID. Sau đó nó mới cho xe khởi động và nổ máy được. Còn nếu trường hợp bây giờ chúng ta gắn SCU mà không gắn ECM, tức là chúng ta làm tháo cái giác đoạn ở chỗ này ra, ngay chỗ này trên xe nó sẽ là cái giác đọc lỗi. Đây là giác đọc lỗi. Còn bây giờ mình sẽ rút bỏ ra. Ví dụ như vậy thì đây, mọi người sẽ nhìn ra, mình sẽ tháo bỏ ra. Đây, hiện tại đây là cái mô hình Smart Key của mình. Thì đây chính là chân số 5. Hiện tại bây giờ mình đang tháo bỏ ra, tức là mình rút cái giác SCU ra, mình rút cái giác đọc lỗi ra, chỗ SCU ra nha. Rồi mình rút ra. Thì bây giờ khi mình mở khóa được, con SCU này nó không nhận được con ECM thì các bạn sẽ xem này, đèn báo khóa nó sẽ nháy liên tục. Ở trên xe cũng y chang như vậy nha. Nó sẽ nháy liên tục như vậy, được chưa? Đó, nó sẽ nháy liên tục. Và khi nó nháy liên tục như vậy thì chứng tỏ là hệ thống Mach-Ki của chúng ta nó chưa hề được đồng bộ, và con SCU này chưa tìm được cái mật mã ID của ECM nên nó sẽ xảy ra tình trạng này. Thì xảy ra tình trạng này thì bao gồm là một là đứt dây này, hai là chết SCU này, ba là chết ECM này, bốn là hai cái chưa đồng bộ này, thì đều có thể xảy ra báo cái lỗi này. Thì bây giờ điển hình đi, cái xe này, cái bộ SCU này là được gửi từ Vũng Tàu về, mình đang hỗ trợ anh em từ Vũng Tàu, hỗ trợ anh em toàn quốc luôn. Đấy, đây là anh em ở Vũng Tàu thì anh ấy nhờ mình hỗ trợ, thì mình đang hỗ trợ anh. Thì hiện tại con SCU này nó đang bị, vì một cái lý do nào đó mình không biết, nó đang bị chết, nên bây giờ chúng ta cần thay một con mới vào. Thì khi mà điều kiện để thay con mới thì con SCU này tối đa là nó phải hoạt động được cái phần đọc lỗi nha. Mình xin lỗi mọi người, tức là tối thiểu con SCU này nó phải đang để nó phải còn chế độ đọc ID nha. Còn ngoài ra thì con hiện tại con SCU này thì nó đang bị chết một cái mạch nào đó mình không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ chung quy khi mà chúng ta chẩn đoán bệnh thì con SCU này đã bị chết rồi, hỏng rồi. Bây giờ không cứu nữa ha, nó hỏng rồi, mình không tính đến nó nữa. Thì bây giờ cái cách mà ưu tiên là khách hàng muốn nhanh mà, thì chúng ta cần thay một con SCU mới. Thì hiện tại bây giờ cái cách để chúng ta thay mà chúng ta vẫn giữ được cái mã của ECM ID chúng ta dùng, thì bây giờ chúng ta cần phải đọc được cái mã gốc, tức là đọc được cái dữ liệu trong con này, chúng ta copy, chúng ta đổ vào đây. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ copy cái thằng này, đổ vào thằng này. Đó, và bây giờ mình đã copy thành công nha, Thì bây giờ mình mới cần kiểm tra xem là giữa cái con mới và cái con ECM cũ này nó đã đồng bộ thành công chưa. Thì bây giờ mình mở khóa lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nháy lỗi như thế này. Thì đây là cái lỗi này là lỗi chưa đồng bộ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt khóa đi. Và lúc này mình sẽ đấu cái chân Kalai lại. Chân Kalai này chính là chân ID, xác nhận ID. Thì khi chúng ta đấu vào thì lúc này anh em sẽ để ý này, trong giáo trình của chúng ta, đó. Thì cái chân SCU đây, thì mình mở cái này cho anh em dễ coi hơn nha. Đây, cho anh em dễ xem hơn này. Đây, hiện tại trong đây thì cái chân SCU nha, chúng ta sẽ mở, đây là chân ECM, đây là chân ECM, còn đây là chân SCU. Thì đây, SCU của Honda, SCU của Yamaha. Đây,
chúng ta sẽ mở đây nhé. Chúng ta sẽ có là từ Honda này, đời cũ, đời giữa, đời mới này ha. Rồi còn đây là Yamaha. Yamaha thì chắc là các bạn cũng biết rồi, Yamaha nó xài chung hết ha. Hệ thống Sparky của nó sẽ xài chung hết. Thì hiện tại bây giờ anh em nhìn vào đây. Đây là chức năng của Sparky. Thì bây giờ anh em sẽ tìm cho tôi chân số 5. Thì đây chính là chân số 5 là vàng xanh lá này, là dữ liệu ID này ha. Đó, xác nhận mã ID này. Đó thì nếu mà dây này mà đứt hoặc là hỏng hoặc là chạm là không thể nổ máy được ha. Đó, thì việc của anh em là bây giờ là nếu như anh em có mô hình rồi thì anh em sẽ lắp lên cái mô hình như thế này. Anh em sẽ chọn cái chân 5, chọn chân 5 nhá. Rồi anh em đưa về con ESM. Thì đưa về ESM thì anh em lại phải mở tài liệu chân ESM của nó ra. Đó, xem nó là chân bao nhiêu ha. Đây, thì chân ESM của SCU, SM của thằng Janus Mackie, thì chân của nó sẽ là chân chúng ta chỉ cần chọn ra ba chân thôi nha. Đây, giống như mình đang đấu này, giống như mình đang đấu đây nhá. Chỉ cần ra ba chân thôi. Nguồn mát Kalai thôi nhá, ba chân thôi. Thì bây giờ việc của anh em chỉ cần xác định là gì? À, trong cái cuốn tài liệu này anh em sẽ cầm cái cục SM lên ha. Cầm cái cục SM lên, đếm từ trái qua phải này ha. Đó thì chân 10 đây các bạn nhìn đây, chân số 9. Đó, số 9 là mát sườn. Thì anh em sẽ đấu vào bình ắc quy ha. Chân 27 là nguồn sau khóa, anh em cũng đấu vào bình ắc quy ha. Rồi còn chân 26 là chân Kalai này. Đó, thì bây giờ hiện tại bây giờ anh em cần phải làm theo cách của mình, đó là gì? Y chang trong tài liệu ha. Rồi, anh em sẽ lấy cái chân, đó là chân gì? Một chân mát này, một chân nguồn này. Đó là khi mình mở khóa lên là có nguồn, có mát ha. Rồi còn chân 26 là chân Kalai đi về cái hệ thống SCU ha. Nếu như bây giờ nó đồng bộ ok rồi thì bây giờ mình mở khóa điện lên thì nó sẽ không nháy lỗi nha. Các bạn quan sát trên đèn báo Sparky. Đó, nếu hệ thống Sparky được đồng bộ ok tốt rồi, đúng mã rồi, xác nhận chuẩn rồi thì cái đèn này nó không nháy nữa, không nháy bốn nháy nữa thì chứng tỏ là hệ thống Sparky đã hoạt động bình thường ha. Thì đây chính là cái lý do mà chúng ta cần phải kiểm tra đồng bộ. Bởi vì đôi khi các bạn mua đồ mới về các bạn ráp chưa chắc đã được đâu ha. Mua đồ mới về ráp các bạn phải biết quy trình đồng bộ, nếu không đồng bộ thì nó sẽ không thành công nha. Rồi clip này xin chạm dừng ở đây, hẹn gặp lại anh em ha. Cái khóa học sắp tới của mình sẽ khai giảng vào ngày mùng 1 tháng 3 2024 nha. Anh em nào mà đăng ký học thì anh em đăng ký sớm để chốt lịch ha. Mình đang đào tạo lớp bồi dưỡng điện FI toàn diện ha. Và trong 2 năm 2024 thì các bạn được học tất tần tật mọi thứ luôn nha. Bao gồm các bạn được học sửa chữa bo mạch luôn nha. Đó, trong 2024 các bạn sẽ được học sửa chữa cơ bo mạch luôn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em.